Rồi, chào mừng các bạn đến với chùm FX7 của Duy Nguyễn. Làm những cái clip về tip á, thì nó ngắn quá, các bạn xem không phê. Thì hôm nay sẽ gửi tặng bạn một clip là full FST7 cơ tay sao tricep trên cái máy tập huyền thoại rất là đáng tập, đó là máy PPD tricep. Rất hiếm phòng có được cái máy này, và cái máy này cho ta một cảm giác duỗi rất là tốt mà không có cái nào có thể thay thế được, không có cái nào giống nó hết, nên chúng ta không tập máy này nó rất là ổn. Và chúng ta sẽ khai thác FST7. Chứ đầu tiên ổ vô môi. Bắt sầu dưỡi, bắt sầu dưỡi, bắt sầu dưỡi, hơn được. Cái động tác duỗi rất là quan trọng nha các bạn. Bạn duỗi thẳng cái tay ra, gồng lại, vô là chậm. Các bạn làm âm thì nó sẽ không có tác dụng. Cái FST7 căn bản á, thì chúng ta sẽ tập 7 set. Và trong 7 set đó thì nó sẽ có là 14 rep tất cả. Mà trong 14 rep đó mình chia đôi. Thật ra cũng có công thức chia đôi cũng được, chia 2-3 cũng được, tùy các bạn. Nhưng mà mình hướng dẫn các bạn trong đây thì mình chia đôi. Tức là 7 rep đầu tiên nó sẽ là full. Full lần sau cầm cái tay duỗi thẳng ra như này là full. Rồi xong rồi còn cái kia là half. Là có thể là từ đây nè, duỗi ra. Hoặc là sâu vô đây, duỗi tới đây thôi. Khi mà chúng ta bắt sổ thì chúng ta gồng cơ liên tục. Mà trong giai đoạn này, giai đoạn vàng, tức là không để nó bỏ qua, nó không mình không keep cái giai đoạn này. Tại vì mình keep cái giai đoạn này thì skip giai đoạn này tự nhiên uổng lắm. Giai đoạn vàng trong tập làm được cái trạng thái pump như vậy là chúng ta phải duy trì nó để chúng ta đạt được hiệu quả tối đa trong bộ 7 thần thánh. Nó kêu tiếng Anh là 7 sets, dịch ra tiếng Việt là dịch bộ 7 nó kỳ. Set 4. Set 5.
còn có 2 set nữa thôi. Tới đây là nó thấm dữ lắm rồi. Khi mà các bạn lết tới set thứ 5 rồi là bạn pro rồi đó. In chào hoặc cao rất là quan trọng. Set 6. Hết control luôn. Out control. Đến mức độ mà không cần kiểm soát. Gồng mực nữa ha. Gồng như nổi nữa mà gồng. Nãy em hôn là nào em, lúc mà em hôn đó là bằng ta rồng gồng rồi. Em bắt người ta hôn tới 7 giây rồi. Bởi vậy người ta mới nói là đi tới phòng gym á là quan trọng á, là mình ai cũng muốn tập hết á. Đúng không? Ai cũng muốn tập để kết quả đạt được cái trạng thái là pump. Để từ đó là cơ thể đó là cái body á nó get ready. Từ những đứa tới phòng gym nè, thứ nhất hẹn hò nè, thứ hai là sống ảo nè, chụp hình nè, kéo cong cái cột nè, giành máy nè, chiếm gương nè, tập có muốn nghiêm túc gì chứ, muốn làm thì làm. Cái thời gian đó nó quý giá lắm. Nhiều khi cảm giác phong nó có 15 phút thôi à, chứ không phải là mặc dù á cái điều hòa cao á là nó tập trung nó quốc tốt nhất là 2 tiếng mà nó kéo dài tới 8 tiếng, nhưng mà cái trạng thái phong con nào phong nổi 2 tiếng đâu. Nên rất là nhiều các bạn swimmer để lỡ một cái thời gian phong nó uổng, làm gì làm tập thôi. Đã hoàn thành xuất sắc bộ 7 seven set của bài tập cơ tricep tam đầu trên một cái máy tập quyền năng đến từ USA có tên là PPS Tricep. Các bạn xem video này đừng chần chờ nữa, hãy nóc lửa cao lên, chạy thẳng vào phòng gym trải nghiệm cách tập này rồi về feedback comment trên video nha. Hãy like, share, tương tác, hãy đến Hoa Gym tập gym và một sức cột BPT.